Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái vào sáng thứ Bảy ngày hôm nay, thưa quý vị. Và Nhi đưa tên, mặc dù là mình không có đi đâu được, phải không Thái, năm này là coi như là muốn đi chơi thì cũng không có đi được, từ việc COVID ở bên nhiều, ở bên phía nhất là phía bên châu Âu, thưa quý vị, COVID rất là nhiều. Và cả, như đầu tiên Nhi cũng có nhắc đến là tổng thống của Pháp, đó là Macron, cũng vừa bị COVID vào cái tin này là được vào sáng hôm nay. Và quý vị cũng biết rằng là ở nhà mình buồn, mình đâu có đi đâu được đâu. Thôi bây giờ ngày hôm nay như cho quý vị đi virtual, tức là có nghĩa là xem cái video này, một trong những cái chợ mà lớn nhất của tại Pháp, khi mà họ tới cái mùa Noel như vậy rất là đẹp, thưa quý vị. Đây là một trong những khu chợ Giáng sinh lâu đời nhất ở châu Âu, gọi là Strasbourg, bắt đầu từ năm 1570. Nhưng nó đã phát triển đáng kể từ lúc đó, rất là nhiều khách du lịch đi đến và trải rộng trên hơn 10 địa điểm tại khu vực của bên Pháp, bao gồm phần Grand Lydia và di sản thế giới của UNESCO cũng công nhận đây là một cái chợ rất là đẹp và cực kỳ nổi tiếng với những cái mặt hàng mà quý vị không mua được ở đâu hết. Và những cái hàng nghìn cái ngọn đèn Giáng sinh quý vị cũng thấy ở trên video, là những cái gian hàng này rất là nhiều, gần 300 gian hàng bằng gỗ, thưa quý vị, đã được dựng ra. Và bên cạnh đó, quý vị cũng thấy những cái khu cổ kính và những cái đồ trang sức cho Noel, cho Christmas là quý vị không có đi đâu kiếm được mà tới đây mới có. Và những cái thức ăn nữa quý vị, ở những cái khu vực này rất là hiếm và không có cái chỗ nào mà quý vị đi để kiếm được cái đồ ăn ở bên đó. Thì đây là một trong những cái cho như cho quý vị đi dạo trong cái chợ Strasbourg này. Và bên cạnh đó có bên những cái khu hàng bên cạnh những đồ trang trí, rồi những cái đồ mà mua sắm hoặc là đồ lưu niệm, thì bên đó có, cũng có cà phê hoặc là pastry hoặc là những bakery. Và bên cạnh đó cũng có những cái đồ ăn như là market đi vô chợ rất là ngon, thưa quý vị. Và chợ này á rất là đông đúc. Thường thường năm này người ta đi du lịch rất là ít, nhưng mà những năm trước gần tới mấy nghìn người, năm nào người ta cũng đi tới để xem cái khu chợ này, mà chỉ có Noel thì những người ta mới mở ra những cái store này mà thôi, thưa quý vị. Như quý vị cũng thấy, nhưng mà cái bên Pháp giờ này cái mùa bên đó là lạnh, tức là mùa đông, thì đôi lúc có những nơi có tuyết nữa, nhưng mà người ta phải đi bộ. Thì chỉ mặc đồ áo vô, quý vị mặc thật là đồ ấm đồ vô thì đi dạo, đi coi như là hang out hoặc là đi vòng vòng bên cạnh đó mới thấy được những cái gian hàng như vậy. Và người ta đi rất là nhiều, thưa quý vị. Và nếu như bên cạnh cái khu thành phố đông đúc này, đi ra ở phía sau của cái khu vực Strasbourg này thì có một cái khu rất là yên lặng, và bên đó có cảnh hồ rất là nhiều, thưa quý vị. Và mọi người, như quý vị cũng thấy, người ta cứ đi bộ thẳng ở bên này, vậy người ta cứ đi bộ khắp mọi nơi vậy đó. Và bên đó có những cái shopping mall, Thái cũng thấy đó, phải không Thái? Thái, yeah, ở bên cạnh cái khu vực này á, đó là nếu mà quý vị muốn cái thông tin gì đi chợ, nó có cái, từ vì nó rất là rộng, thưa quý vị, thì họ có một cái bản đồ cho tất cả những người du lịch đi vô đó để coi cái map của nó, quý vị muốn đi đâu hoặc là đi tới đâu thì nó có những cái vị trí mà nó chỉ cho quý vị đi đến đâu, hoặc là những cái thông tin cho chợ đó ngày hôm nay có cái gì, gian hàng như thế nào. Thì cái khu vực chợ đi vô, những cái khu vực thông tin như vậy, cái trung tâm lớn nhất như vậy, thì quý vị sẽ thấy tất cả những thông tin mà quý vị muốn đi. Dạ vâng, cái thông tin vừa rồi tự nhiên chị Như Huyền chị đưa lên, chắc chắn rằng sẽ làm cho Lê Thái cũng như quý vị khán giả rất là háo hức, và cũng có một cái chút xíu gì đó, cái niềm vui nó còn động lại trong cái mùa Giáng sinh hôm nay. Và chỉ còn có mấy ngày nữa thôi mà chị Như Huyền đưa đến những cái thông tin mà đi du lịch Christmas mà virtual như thế này thì làm cho mọi người cảm giác rất là khó chịu nha. Em không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà thật sự là khi mà chúng ta bị bó tay bó chân, mà chúng ta ở ngay tại nhà mà chúng ta không được đi đâu nhiều,
trong cái dịp Christmas này, bởi vì chúng ta phải giữ gìn cho bản thân của chúng ta cũng như gia đình vì cái đại dịch Covid-19, thành ra là chúng ta không thể nào chúng ta làm được bất kỳ cái gì trong mùa Giáng sinh năm nay. Và đây là những cái hình ảnh, những cái thông tin mà chị Như Huyền gửi đến cho quý vị khán giả, thì chúng ta cũng hoài niệm một chút xíu nào đó về những cái buổi mà event hay có những cái hội chợ Giáng sinh của những cái đất nước khắp nơi trên thế giới. Và cảm ơn chị Như Huyền rất nhiều vì đã đưa đến những cái thông tin vô cùng thú vị này đến cho quý vị khán giả cũng như Lê Thái trong cái mùa Christmas năm nay chị. Dạ vâng. Và bây giờ đó, quý vị nếu khó chịu năm sau, quý vị đây thưa quý vị, mà năm sau nhớ đi tới khu chợ này. Thái cũng vậy nha. Dạ vâng. Năm sau rủ chị đi chung nha. Chị ok. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Em bao vé máy bay nha. chuyện nhỏ đối với Lê Thái, chuyện nhỏ, ok. Đúng rồi đó quý vị, Lê Thái rất là hào phóng. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì chị em mình nói qua cái hệ thống Zoom thì nó cũng hơi có bị một số cái, nó cũng hơi bị ngăn cách chút xíu ha. Thí dụ chúng ta không có được tương tác với nhau, chúng ta chỉ có nhìn màn hình thôi và nhìn ống kính thôi. Nhưng mà đâu đó thì quý vị cũng nên thông cảm cho chúng tôi là những người làm chương trình, mà khi mà mùa đại dịch này thì chúng tôi phải ở nhà và chúng tôi làm những cái chương trình như thế này. Thì vẫn mong cái sự thông cảm của quý vị nếu như mà cái kỹ thuật nó có một cái chút xíu gì đó trục trặc, hay là không có đẹp hình ảnh, không có đẹp giống như trong studio mà Như Huyền và Lê Thái vẫn thường gửi đến quý vị trong cái chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ở những tuần trước. Và chị Như Huyền này, khoảng chừng một tuần hai tuần trước thì em có gửi đến cho quý vị khán giả cũng như chị Như Huyền về một cái thông tin về một cô bé mà cô đã order những cái thức ăn nhanh, chị nhớ không? Pizza. Dạ đúng rồi, gà rán với lại khoai tây chiên cùng với pizza. Dạ đúng rồi, cô click đến 42 lần như vậy để mà, tại vì cô nghĩ là cô không có thực hiện được cái order trên mạng như vậy, mà rốt cuộc là nó chấp nhận đến 42 lần và 42 người shipper gửi hàng đến cho cô. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay cũng có một cái thông tin cũng rất là thú vị mà Lê Thái cũng muốn gửi đến cho quý vị khán giả được biết. Đó là một cái bà mẹ vừa rồi kiện ngân hàng vì đã bị mất vô lý 16.000 Mỹ Kim. Nhưng bà không nghĩ rằng mất 16.000 Mỹ Kim đó là do đứa con của bà chơi game ở trên cái iPad đó, thành ra là bà bị mất 16.000. Và trên màn ảnh thì Lê Thái cũng cho quý vị xem thông tin về hai mẹ con này, và hình ảnh của cậu bé cũng rất là dễ thương, nhưng mà là một cái người mà đã gây nên một cái lỗi lầm cũng khá lớn, tốn cái số tiền cũng rất là lớn cho quý vị, 16.000 Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cô ta tên là Jessica Johnson, năm nay đã 41 tuổi, đã đâm đơn kiện khi tài khoản ngân hàng của mình bị trừ tới là 16.000 Mỹ Kim, mà không hề biết là chính con trai của mình đã nạp vào nạp cái tài khoản này vào cái game để mà chơi trên iPad. Và nữ doanh nhân làm nghề môi giới bất động sản ở Connecticut cho biết rằng vào tháng 7 vừa qua thì cô vô cùng hốt hoảng khi thấy là Apple và PayPal đã rút 16.000 Mỹ Kim trong tài khoản của mình. Và cô nghĩ là một cái sự nhầm lẫn hoặc là gian lận, thì Jessica mới gọi lại cho ngân hàng để mà xác minh vấn đề này. Thì Jessica đã đệ đơn tố cáo gian lận vào tháng 7 cho đến tháng 10. Ngân hàng cho biết là các tài khoản và cái phí mà thực sự của cô và cô cần liên hệ với những cái phí đó mà người ta lấy của cô, đó là công ty Apple chứ không phải là của ngân hàng, bởi vì do Apple người ta lấy từ ngân hàng. Thì người mẹ được xem qua một cái danh sách tất cả các khoản phí, và khi mà cái người mẹ này, thưa quý vị, bà nhìn thấy những cái biểu tượng giống như là Sonic, trong cái game là Sonic Forces, trên là tên của một cái loại game, và cô ấy biết là người tiêu tiền của mình chính là một cái người không ai khác, đó là con trai của mình, cậu bé tên là George Johnson, 6 tuổi, là một cái cậu con bé mà trên màn ảnh với cái mái tóc vàng dài rất là dễ thương mà Lê Thái gửi đến cho quý vị xem. Dạ vâng. Và thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 7 vừa qua thì khi mà Jessica làm việc thì ở phòng bên cạnh, thì con trai của cô đã trả 25 khoản phí với tổng giá trị lên đến là 2.500 Mỹ Kim, thưa quý vị, là một cái con số rất là lớn mà cô phải trả cho cái trò chơi ảo của đứa con của mình. Và cô nói rằng cái thằng con trai 6 tuổi của tôi nó giống như là đang nghiện ma túy vậy, nó giống như đang nghiện cocaine vậy, và những cú đánh lừa của cậu bé làm cho càng lúc càng táo bạo hơn. Và người mẹ mếu máo đùa rằng là Apple chẳng biết là vì sao mà Jessica không gọi vào trong vòng 60 ngày vừa qua đó. Và dù là thú nhận là sẽ không thể trả số tiền thế chấp của gia đình, nhưng Jessica vẫn không nhận được sự thông cảm nào, và cô thừa nhận là không kiểm soát chặt chẽ con mình cũng như là cài đặt mật khẩu hoặc cho hợp lý. Và đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy rằng là khi mà tất cả chúng ta là những bậc phụ huynh, mà chúng ta có con em chúng ta
mà khi mà tụi nó mà sử dụng cái iPad cũng như là cái điện thoại iPhone của chúng ta thì chúng ta cũng nên cẩn thận, bởi vì khi mà những đứa trẻ này có thể là nó vào nó mua những cái để nâng cấp game lên, thì khi mà nó nâng cấp lên thì những cái số tiền mà chúng ta mà đã cài đặt sẵn trong cái hệ thống trả đó, thưa quý vị, thì nó đã có sẵn cái số thông tin của mình, information của mình rồi, thì tự động là ngân hàng nó chỉ có lấy tiền thôi, Wow, số tiền rất nghe là đúng oan. Dạ vâng, và cô nói rằng là cô đợi cho cậu bé khi mà trưởng thành là cô sẽ đòi lại cái số tiền này. rồi. là một cái câu rất là vui, nhưng Hơi mà bị không biết lâu là sau này có đòi hay không nha. á. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 của bản tin, một phần tin của cà phê sáng cuối tuần. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo thương mại của đài.